Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một cái bài viết. Nó nói về cái thuật an táng. Đây là một cái thuật của người xưa ghi chép lại để cho chúng ta nên tránh những cái sơn hướng nó theo vong mạng và theo từng năm để ta tránh nó. Là nó gọi là tam sát sơn, có nghĩa là cái sơn sơn hướng nó sát với vong mạng, nó sát với các năm thì ta nên tránh nó ra. Ở đây người ta nói là tọa, tức là gối đầu. Ta tránh gối đầu vào các cái sơn mà người ta nói nó là đại kỵ. Thì ở trong đây người ta hướng dẫn nó như thế này. Tức là những cái năm tháng dần ngọ tuất, hoặc là người chết có tuổi dần ngọ tuất, thì sẽ tránh cái phương bắc, tức là ở cái sơn tí ta không nên gối đầu vào đấy. Tức là năm dần ngọ tuất và tháng dần ngọ tuất và vong mạng tuổi dần ngọ tuất, tức là tam hợp cục nó thuộc hỏa mà tí nó thuộc thủy, thì ta không nên gối đầu vào tí. Đấy, người ta gọi là tam sát sơn, mà ta phải nên tránh nó ra. Còn cái xấu thì nó như thế nào người ta cũng giải thích ở trong đây. Nó xấu về nó ảnh hưởng đến nhân đinh, rồi nó ảnh hưởng đến tài lộc phú quý, tức là cả đinh cả tài nó đều ảnh hưởng, mà nó không phải là ảnh hưởng cho một đời mà nó ảnh hưởng cho nhiều đời con cháu trong trong gia tộc. Thì xét một cách toàn diện ấy, nó có bốn cái sơn tứ chính, tức là tí ngọ mão dậu, thì nó sẽ ứng với bốn cục mà nó thuộc tam hợp cục, thuộc kim, thuộc hỏa, rồi thuộc thủy, rồi thuộc mộc. Thế thì dần ngọ tuất nó thuộc hỏa thì nó sẽ kỵ thủy, thì kỵ chính bắc tại cái sơn tí, có nghĩa là không gối đầu vào đó nữa. Tiếp đến là cái năm tháng tị dậu sửu và người tị dậu sửu, nó thuộc tam hợp cục là kim cục, thì ta sẽ kiêng ở cái phương mão, không gối đầu vào mão. Mão nó là chính đông. Tiếp đến là những năm tháng thân đi thìn thì nó thuộc thủy cục, và những người thân tí thìn, tức là vong mạng nhé, thuộc thân tí thìn thì không nên gối đầu vào ngọ, tức là gối đầu ở phương nam đó, là chính ngọ. Ngọ thì nó là ở 180 độ cộng trừ 7,5 độ, tức là nó có mỗi một sơn nó có 15 độ. Còn năm tháng hợi máu mùi và những người vong mạng tuổi hợi máu mùi thì nó thuộc tam hợp cục thuộc mộc. Mộc thì nó sẽ tránh kim, tức là tại chính tây, tại cái phương dậu thì ta phải tránh, không được gối đầu vào đấy. Đó là cái bài người ta nói về tam sát sơn cho cái
cái vòng mạng tính cả cả năm cả tháng và tính cả tuổi của vòng mạng đấy, những các cái năm cái tháng mà ta cần tránh thì ta nên tránh các cái sơn xấu này ra, còn tìm các cái sơn tốt thì ở trong cái cuốn này nó cho ta tất cả các cái phương án, tức là gọi là tránh hung mà phùng cát theo từng năm, từng tháng và từng vong mạng. Tôi giới thiệu chia sẻ với cô chú anh chị cái cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.